TV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới. Dĩa này xuất xứ từ sông Amazon, Nam Mỹ, du nhập vào Việt Nam trong những năm 1990. Hiện tại là cá dĩa là một trong những loài cá cảnh nước ngọt đẹp nhất. Cá dĩa hiện tại là mình chia thành tình hai dòng, dòng cá dĩa hoang dã và dòng cá dĩa thuần chủng. Trong những dòng cá dĩa hoang dã thì có con Haken, con nâu và con xanh dương và xanh lá. Còn ngoài ra những dòng còn lại là cá lai tạo thuần chủng. Người nuôi cá cảnh thích con cá dĩa vì ngoài các yếu tố về màu sắc, hoa văn thì có cá dĩa tính rất là đẹp, là một trong những loài cá cảnh đẹp. Thì có thể bơi theo bầy đàn và nuôi có thể một mật độ cao. Hiện tại nuôi cá dĩa thì nói chung thì ngoài cái trang bị hồ lọc và hồ xử lý nước, cá dĩa thì nếu mà hiểu đặc tính của cá dĩa thì không khó, rất là dễ. Nếu mà căn bản đối với người chơi thì cần cá dĩa thì ngoài những cái hồ chính, mình còn có hồ phụ để trữ nước mà cần thiết để khi thay. Ngoài ra còn có lọc thô và lọc vi sinh. Ngoài ra phải cung cấp oxy đầy đủ, tránh tình trạng mà khi cá dĩa cúp điện thì cá vẫn có thể hoạt động tốt. Ngoài môi trường nước, thức ăn, ngoài yếu tố bệnh thì khi mà quản lý được những yếu tố đó thì nuôi con cá dĩa tương đối là khá dễ. Hiện tại con cá dĩa thì nó có từng cái bệnh rất là căn bản, từ nấm và nấm mang. Khi mà nấm thì tình trạng nấm thường xảy ra khi vào thời tiết giao mùa, và nước thì môi trường nước phải trong sạch, thức ăn, nguồn thức ăn phải được đảm bảo thì khi mà phòng bệnh con cá thì sẽ tương đối tốt hơn. Ngoài ra có thể cá thì bị đường ruột trong quá trình mà thay đổi nguồn nước, thức ăn và môi trường thì cá dễ xảy ra tình trạng bị đường ruột. Khi đường ruột thì cá tương đối là khó trị, nhưng mà khi trị thì cũng không phải là khó. Ngoài ra cá còn có một số bệnh nấm như ký sinh trùng mang và ký sinh trùng mắt. Nếu mà môi trường nước tốt thì cá sẽ rất là ít bệnh. Mình cho ăn trước khi thay nước khoảng chừng nửa tiếng tới một tiếng cho cá ăn xong. Thì ngoài cái thức ăn mà dư bỏ, mình phải hút bỏ và chăm nước mới để tạo cái môi trường tốt cho cá phát triển tốt nhất. Trung bình thì một tháng thì cá dĩa sinh sản khoảng 7 tới 10 ngày thì cá sẽ sinh sản một lứa. Trung bình thì một tháng từ 3 tới 4 lứa cho một chu kỳ sinh sản. Chuyên mục về những chú cá dĩa cũng đã kết thúc chương trình Thú Cưng TV ngày hôm nay. Ngọc Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Sự thì An Nam mới thành lập được một năm, là tôi cũng rất là vui, đã được 5.600 cái thành viên, và đó là những thành viên thật và có sự chọn lựa từ các admin. Thì